Mỗi ngày, ông Mai Bà Tùng sống ngay cạnh tuyến đường dân sinh Tôn Vĩnh An đều dành thời gian để vá những chỗ hỏm, hằn lún sâu trước cổng nhà nhằm giảm bớt những âm thanh chói tai khi những chiếc xe cỡ lớn chạy qua. Ông cho biết số lượng xe mỗi ngày chạy qua đây không đếm xuể, cùng vì thế mà gây ra rất nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Trên còn nhân dân đây thì không ai vừa lâu hết, nhân dân thì nói thẳng ra là họ cũng là vì công việc của nhà nước mà họ phải chịu chứ vất vả lắm. Vì ở đây là có hai trường học lớn, con em đi lại nhiều lắm, mà nguy hiểm là sợ xảy ra cái tai nạn nữa, không lương được. Vì mấy cái ông ta chỉ trẻ hay đạp chạy nhấn, ầm ào ngay cả đêm. Trước khi mượn con đường dân sinh này để làm đường công vụ phục vụ thi công cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh và nhà thầu thi công đã cam kết với chính quyền và người dân về việc đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chịu trách nhiệm đền bù các ảnh hưởng đến công trình dân sinh và nâng cấp sửa chữa tuyến đường sau khi hoàn thành thi công. Thế nhưng lại không thực hiện hoặc thực hiện một cách sơ sài, khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Rất mong là địa phương là cũng tham mưu về bên chỗ công trình để làm sao là trong cái giờ trả trẻ thì cho cái lượng xe ít lại để là giữ được cái độ an toàn cho trẻ về cho phụ huynh. Mặc dù là đã cam kết thống nhất với địa phương trên cơ sở đề xuất của địa phương, xã, huyện cũng như bà con nhân dân, tuy nhiên đơn vị thi công vẫn quá trình thực hiện chưa chấp hành đầy đủ các cái cam kết, là về cái khung giờ cao điểm là xe vẫn chạy vận chuyển tấp nập tưới nước để giảm thiểu bụi, thì vẫn để xảy ra tình trạng bụi vào các nhà dân, và đặc biệt là xe chạy quá tải, quá trọng tải cũng đã làm hiện các hiện tượng lún đường và là ảnh hưởng đến nứt nẻ các cái công trình dân sinh hai bên đường. Hiện nay, Hội đồng giải phóng mặt bằng cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ, huyện Cam Lộ đã bàn giao toàn bộ hơn 6,5 km mặt bằng tuyến chính cho Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh. Như vậy, thời gian tới, vấn đề mượn đường dân sinh sẽ sớm được giải quyết. Để đảm bảo đời sống về sau cho người dân, chính quyền và người dân đề nghị Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh và đơn vị thi công cần nghiêm túc thực hiện các cam kết ban đầu, đặc biệt là sớm nâng cấp, sửa chữa tuyến đường qua thôn Vĩnh An để tạo thuận lợi cho gần 400 hộ dân đi lại và sinh hoạt.